Ok. Tôi đọc từ mới nhá. Thay à? Là mặt trời à? Ừ, đúng rồi. Thay à, xuống đông biển sân chỉ. Thay dạng xuống đông biển sân chỉ. Được chưa? Sân chỉ, mình có nhớ từ đấy ghi như nào không? Là mọc sao sao các bạn Hướng xi biển lùa xa. Hướng xi biển lùa xa. lặn ở đằng tây à? Đúng rồi. Hôm trước mình học cấu trúc đấy rồi còn gì. Vâng. Được chưa? Khó lắm mà. Khi bạn背板好了吗？行李箱，行李箱，好了吗？你biết xong thì mình phải bảo cô chứ, không thì làm sao cô biết được là đã xong hay chưa? Em biết từ mới ở cụ. Nào xem nhanh nha. Hoa. Lắm mà. Là Ừ. Bao. Sân xị. Sân chỉ. Xí lì xăng. À, xí lì xăng rồi nhỉ. Tự chỉ. Tôi yêu tự chỉ trao cổ hảo tự chỉ. Tôi yêu tự chỉ trao cổ hảo tự chỉ. Được chưa? Tôi yêu tự chỉ trao cổ hảo tự chỉ. Chữ trao cổ hơi khó viết này. Chú cô. Đây là chữ cô, còn chữ trao thì chẳng giống ở chữ trao phiên thì dễ rồi đúng không? Đó, trao cổ. Tôi yêu tự chỉ trao cổ hảo tự chỉ. Thấy anh biết được chưa? Được rồi ạ. Tôi bà chén bao phẳng dài bao giờ lì. Đây là bộ Nhật nha, không phải là bộ mục. Tôi bà chén bao phẳng dài bao giờ lì. Nhiều bao quá đúng không? Tôi bà chén bao phẳng dài bao giờ lì. Hảo lắm mà.
梅兰写完了吗？写完了。我发现护照，没了。没有来了，kiểu như là không thấy ấy. 我发现护照没了，như kiểu là bị mất đi. Mình nói là tiêu lợ cũng được, có hai cách dùng nhá. 我发现护照丢了，这里đọc là tiêu là thành một. Còn mấy là bị mất, còn cái này cũng là bị mất. Mấy ở đây kiểu có khi là mình nói chung cũng cùng cái nghĩa là không thấy đâu cả. Tiêu là không thấy đâu, nhưng mà cái tiêu này của tiêu sai nó lỉ, có thể là mình đặt ở đâu đấy mình quên mất ý. Giống tiêu của tiếng Việt nhỉ. Tiêu đời tôi rồi ha. Được chưa? Ủa bà khu trao à, ủa tờ khu trao mấy lợ? Ủa phát hiện khu trao mấy lợ? Được chưa? Được rồi ạ. Ủa phát hiện. Thường thì tiêu thì mình sẽ phải là ủa bà khu trao tiêu lợ. Còn ở đây là ủa phát hiện khu trao mấy lợ? Kiểu tự nhiên không thấy, như kiểu là không phải lỗi của mình đúng không? Cái cu trao là hộ chiếu này cũng là chữ trao phiền đúng không? Trao cụ cũng là chữ trao phiền. Được rồi. Xem nào. Bây chi khoai yao chỉ phê lợ. Bây chi có hai cách nói là chiêu yao là bắt buộc là nó phải đi đúng không? Khoai yao thì là chỉ sự nhanh ý. Phê chi khoai yao chỉ phê lợ. Chưa. Sao? Chưa rồi. Không biết ai biết được thì phải chưa có vào được không? Không. Chẳng bao giờ vào được á? À, chưa có vào được. Thế sao lại không vào được? Tôi chịu của tôi rồi. Anh ơi xem mà không vào được bio em như kìa. Ok, được chưa? Một điều nữa. Phê chi khoai yao chỉ phê là. Đợi. Được chưa? Đợi rồi. Sư chi. Xem cho cô chữ sư chi. Xem trình duyệt khác đi. Sư chi. Xem chữ sư chi nào. Sư chi cũng dễ đúng không? Ủa treo trung huấn. Ủa treo trung huấn. Không vào được thì sao? Ủa treo trung huấn. Của treo trung huấn suy yếu hỏi là mà khi bạn được chưa? Các bạn xong hết từ mới, bây giờ mình vào bài nghe nhá. Nán tờ Xiao Cang ỷ chén chí điển suy chào. Xiao Cang mình thiên chí điển yào tàu công sư. Xiao Cang mình thiên quê sử ma yào chơi yang chỗ. Ủa mân ít chỉ lấy thêm vào. 第十二课，Các bạn nghe tốt không?把重要的东西Được放ạ.在我这儿吧。Lesson 12.
Leave the important items with me. 课文一, 在家。 Text 1. At home. 今天太阳从西边出来了吗? 怎么了? 你怎么这么早就要睡觉了? 以前都要12点以后才睡觉。 我明天8点就要到公司。 有事吗? 经理生气了。 他告诉我明天8点不到, 以后就别来了。生词 New 第12课 把重要的东西放在我这儿吧。 Lesson 12 Leave the important items with me. 课文一 在家 Text 1 At home. 今天太阳从西边出来了吗? 怎么了? 你怎么这么早就要睡觉了? 以前都要12点以后才睡觉。 我明天8点就要到公司。 有事吗? 经理生气了。 他告诉我明天8点不到, 以后就别来了。生词 那现在老师问同学们啊。 小刚以前几点睡觉？灯阳，小刚以前呢？12点睡觉。12点后才还是12点整？来，我们赶紧飞明天。12点以后。哦，对。OK，好。 宝玉，小刚明天几点要到公司？ 小刚明天8点要到公司。 8点是第一声还是第4声呢？ 第1声。 第1声呢，怎么说？小刚明天8点要到公司。 刚8点要到公司第1声。 不是啊, 刚 nhắc lại cho cô câu, 小刚明天8点要到公司。 小刚明天8点要到公司。 OK, 海英。 小刚明天为什么要这样做？ 不能原谅你啊。 等一下嘛, 嘛,Tiểu Cương一名, ngày mai lại phải phải làm như vậy. Tại sao phải 8 giờ là phải đến công ty rồi?因为 经理生气了。经理生。经理要告诉小刚，明天8点到公司。对，好，梅兰，明天如果小刚8点不到，那就怎么样了？如果他明天8点不到，以后就别来了。为什么？宝鑫啊。老师，你听老师问，为什么小丽说今天太阳从西边出来了？为什么她这么说呢？因为小丽小刚以前。因为小刚以前都要12点以后才睡觉。对，小丽这么说，因为以前小刚12点后才睡觉，但是呢，今天就这么早就睡觉了，对吧？那我们一起来，那一起听，一起读好吗？
chúng mình vừa nghe vừa đọc nhé. 今天太阳从西边出来了吗？今天太阳从西边出来了吗？怎么了？chúng mình đọc luôn nhé. 今天太阳从西边出来了吗？今天太阳从西边出来了吗？来了吗？怎么怎么了？了？怎么了？你怎么这么早就要睡觉了？以前都要12点以后才睡觉。我明天8点就要到公司。你怎么这么早就睡觉了？以前都要12点以后才睡觉。你什怎么么早这么就早要睡睡觉？觉了？以前都就要都十二要点12点以后才睡觉。来睡觉。我明天8点就要到公司了。我明天8点就要到公司。有事吗？经理生气了，他告诉我，明天8点不到，以后就别来了。有事吗？有事经吗？理生经理气了，去了，他告告诉我，诉我，明明天八点不天到，以后又就别别来来了。了。Tôi mình cô chơi nhóm nhá. Milan hỏi thầy Khánh Linh giúp cô nào. Nhìn nhìn sách vậy nhá.今天太阳从西边出来了吗？Khánh Linh. Khánh Linh ơi. Tại sao vậy? Cô nghe được con nói không ạ? Bây giờ cô mới nghe được. Nǐ zěnme zhēme zǎo jiū yào shuì jiào le? Yǐ qiān dōu yào 12点以后才睡觉。我明天8点就要到公司。有事吗？经理生气了，他告诉我明天8点不到，以后就别来了。Cảm ơn. Cô mời Bảo Hân hỏi, Hải Anh trả lời nhé. 天太阳从西边出来了吗？怎么了？你什么想就要睡觉？以前都要12点以后才睡觉。我明天8点就要到公司。有事吗？经理生气了，他告诉我明天8点不到，以后就别来了。Đăng Dương hỏi giúp cô nhé. Bà ngọc trả lời. Hôm nay thái dương từ tây bên xuất hiện rồi không? Sao mà lại? Bạn sao mà sớm vậy? Giờ phải ngủ rồi. Trước đây phải 12 giờ, sau mới phải ngủ. 我明天8点就要到公司。有事吗？经理生气了，他告诉我明天8点不到，以后就别来了。Bài này cũng hơi dễ đúng không? Mình có muốn thực hành lại không? Bây giờ mình có muốn giả tưởng một tình huống khác không nhỉ? Chắc là chỉ thay một số từ thôi đúng không? Ví dụ mọi khi thì mình mấy giờ ngủ xong rồi, hôm nay mấy giờ đã phải đến trường hay làm gì đó đúng không? Mình sẽ đặt giả thiết khác cho theo về cái bài này nhá, cũng theo nội dung này, nhưng mà ví dụ như là một người đóng vai mẹ, một người đóng vai con đúng không? Mọi khi thì con hay thức khuya, con dậy muộn, xong hôm nay tự nhiên lại dậy sớm, xong là lý do nhá. Được không? Là Linh với cả Milan thực hành trước cho cô được không? Hai bạn có thể thảo luận. Vẫn nhóm như vừa nãy mà các bạn thảo luận với nhau nhá. Từ cô là đổi thành cái gì ạ? Đổi về cái gì thì thôi cứ nói đi xong rồi tự ra. Theo tình huống là mình đi thực tế đi, bình thường thì có thể là
Hai đứa thảo luận đi, hai đứa thảo luận với nhau đi để đặt tình huống. Đi học. Ừ. Đi học. Ừ. Rồi. Đó. Đi đi. À, cũng phải đổi giờ kiểu. Hay là Ừ thì đổi giờ cũng được mà. Kiểu có khi là mọi khi thì bạn ý hay đến lớp muộn ý, sao hôm nay tự nhiên đến lớp sớm, đúng không? Xong rồi phải là lý do nếu mà đi học thì chắc là do cô giáo giận rồi, đúng không? Cô bảo nếu hôm nay mà còn đến muộn nữa thì thôi khỏi phải đến nữa, đúng không? Ai làm? Ừ. Rồi, hai bạn nhá, Linh với Milan nhá. cô cho nghĩ từ từ nghĩ từ. Anh với cả Bảo Hân cũng nghĩ đi. Nghĩ xong chưa? Dạ. Cũng tạm 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 Rồi, bắt đầu. ai ai hỏi Và để ai hỏi thì bây giờ người đấy trả lời. Đẩy đổi vai nhá. xin thiên thai yang xuống xi biên chu la là mà Tại sao?你怎么这么早就到学校了？以前都要8点半以后才到啊。Thì vấn này hơi khó nha. Thôi bịa thôi đúng không? Ủa chiên, thế thì nói là hôm nay 8:30 em đã phải đến rồi đúng không? 我今天8点半就要到学校了。7:30 chứ đúng không? 7点半就要到学校了。有事吗？老师生气了，他告诉我今天，7点半不到，以后就别来了。Ừ, rồi, rất là tốt. Rồi, hãy anh với cả Bảo Hân nào. À, vừa nãy ai hỏi thì mình lần này trả lời nhá. Chín thiên thái dương xuống xi ban chu lại là mà Si biện hả? đi biển Ừ. Chẳng mơ. Ní dẫm mơ chơ mơ chảo chiêu yao xoay chiêu lợ ý chén đâu xứ ít tiền ý khô trái xoay chiêu. 我明天7点半就到，学校。有事吗？经理老生师，气，学校里经面的理，老师。明天我要，就。明天我要，那什么呢？明天我要，再等一下明天我有考试。啊！那有，明天我有考试，因为明天我有。考试，Nói thêm cụ thể thời gian là mấy giờ phải đến đúng không? con là 7 giờ ạ. À được rồi, có rồi, ok. Nào, Đăng Dương với Bảo Ngọc nào, các bạn sẽ nói về tình huống gì? Bảo Ngọc hỏi trước nhá. Hôm nay, 太阳 xuống xi biên chu lại rồi mà. Làm sao?
你怎么这么早就起床了？起就要起床了，以前都要9点以后才起床。我今天6点就要出去吧。有事吗？我好朋友病了，我去看看他。Ừ, đúng rồi. Rất là tốt đúng không? Tình huống này hai bạn làm rất là tốt. Rồi, ok. Chúng mình sang tình huống thứ hai là chạy cha nhá. Từ mới mình xem rồi nên là mình xem nhanh thôi. Mình lướt nhá. Xính lý. Chu của là gì? Chu của là gì? Xuất Bên ngoại. ngoài Đúng rồi. Chữ chỉ mình xem ra cách dùng cái chữ chỉ đó. Chị Linh sư sư mỗi thiên đều yêu tự chỉ cơ nhân zô phan nè. Chị Linh. Bác có đừng cái câu chuyện buồn đấy ra. Hảo, thì yêu tự chỉ trao cô hảo tự chỉ. Hảo, bà xin bà. Hảo. Tiền bao, xu bao. Hay là khủng bao đúng không? Khủng bao là gì? Mì xin. Còn Mì tả bao xin là không gì? bao. Tả bao là Anh. gì? Kiểu như là cho tất cả vào trong một cái túi ý, thì gọi là tả bao đúng không? Đây, chút hết thức ăn vào trong trong cái hộp xong hết cho vào trong này đúng không? Thế là tả bao. Nhưng mà có khi lắm lúc nói tả bao cũng là bao trọn đấy. Nào, mình nhau khảnh xa quân thí à? Nán tờ, xảo căng, mình thiên yào chua sở mà. Xảo căng, sở mà sở hâu, huế lại. Nủy tờ, xảo lị, băng tha, chua sở mà là. Mình ý chỉ lại thiên. 课文二，在家。Text 2 At home。我要跟周经理去外地办事，明天的飞机。那我帮你把衣服放到行李箱里吧，什么时候回来？1个星期就回来。啊，一个星期以后才回来。你要自己照顾好自己，我已经给你准备好吃的和喝的了。好吧。我已经把我的照片放在你的包里了。生词。课文二，在家。Text 2 At home。我要跟周经理去外地办事，明天的飞机。那我帮你把衣服放到行李箱里吧，什么时候回来？1个星期就回来。啊？一个星期以后才回来。你要自己照顾好自己，我已经给你准备好吃的和喝的了。好吧，我已经把我的照片放在你的包里了。生词。New words。好。那我去外地是什么意思啊？去外地，登阳，你知道吗？登阳。去外地是什么意思？去外地是什么？你不知道吗？có ai biết去外地là gì không? Bảo Ngọc. không À, cũng không biết à? À, chi quay ti ở đây thì nó cũng giống như là đi công tác thôi. Nhưng mà tức là đi ra khỏi thành phố của mình thì là chi quay ti nhé. Chi quay ti thường là đi ra khỏi đi sang tỉnh ấy, thường đi công tác nhưng mà đi tỉnh ấy thì người ta hay nói là quay ti. Ti là ti phạm đúng không? Quay là quay biển, quay biển là ti phạm gọi là quay ti đúng không? Bạn này chắc là đi đến các tỉnh khác. Nhưng mà trong cái nghĩa này thì nó không phải là tru cúa đâu, nó chỉ đến một thành phố nào đó hoặc là một cái nơi nào đó ấy. Nhưng mà vẫn là trong nước nhá.
我去外地办事。OK，好，那邓阳，小刚明天要做什么？小刚明天要，跟周经理去外地办事，什么时候的飞机？明天的飞机。好，谢谢宝玉。小丽已经帮小刚做了什么？宝玉呀，小丽他去外地办事。那小丽帮小刚做什么呢？小丽帮小刚把衣服放到行李箱里。好，谢谢海英。小刚什么时候回来？小刚一个星期以后回来。好，谢谢梅兰呐，小刚已经帮小丽做了些什么？他已经给小丽准备好吃的和喝的。对，好，宝鸡呢？小丽还吩咐小刚什么呢？不是，小刚还吩咐小丽一些什么话呀？吩咐了你怎着的？小刚吩咐小丽要修起窗户口，修起。对，好，静玲。那为什么小丽要把她的钞票放在小刚的包子里呢？那你跟我讲得好啱嘅。好，你没海关。我觉得是，小丽把她的照片放在她的包里是，对，那个人有空格。都有一个了呀，以免小刚一面有个，太想小丽了，懂吗？啊，有没就没给牛尿哈？我给你。我nghĩ là do cái anh này tính cách nó hay quên cho nên để ảnh vào để nhỡ khi mất thì còn tìm thấy ấy. Nhìn nhìn ảnh để tìm người ấy. Nó怎么说呢？那怎么说？Tiêu san la sư. Mình có cái thành ngữ là tiêu san la sư, các con biết không? Cái tính người kiểu ai mà chinh chẳng tiêu san la sư ấy. Mình ghi từ này vào trong vở. Xong rồi có thể dùng từ này để trả lời. Chắc là trong phần này thì chưa có đâu nhưng mà đó, tiêu san la sư. Cái người nào mà hay quên ấy. Đó. Thánh Linh tập dùng từ này để trả lời do tính cách hay quên của Sèo Cang đi. Nhưng mà kiểu Xiao Ly để ảnh của Xiao Ly vào trong đồ để xong kiểu để ảnh của Xiao Ly vào vào cái hành lý của Xiao Cao thì sao lại là người dễ quên à? Cô nghĩ thế. Giả sử thế đi. Tại vì nếu mà mất đi thì gọi cho Tiểu Lệ được không? Không tưởng là do vợ chồng mới cưới cho người ta nhớ nhau ấy. Đúng rồi, chắc là như thế thì hợp lý hơn. Rồi, thế để phần tiêu san la sư sang phần sau vậy. Tiêu san la sư. Rồi ok, bây giờ mình vào bài đọc nhé. Phần này nó lâu quá. Hay là thôi mình chuyển sang phần này nghe cho nhanh nhé.
啊，chúng mình cùng nghe。我要跟周经理去外地办事，明天的飞机。那我帮你把衣服放到行李箱里吧，什么时候回来？1个星期就回来。啊，一个星期以后才回来。你要自己照顾好自己，我已经给你准备好吃的和喝的了。好吧，我已经把我的照片放在你的包里了。我要跟周经理。Rồi. Bây giờ chúng mình chia nhóm nhá. Hải Anh với cả Bảo Hân đọc trước cho cô nào.我要跟周经理去外地办事，明天的飞机。那我帮你把衣服放到行李箱里吧。什么时候回来？1个星期就回来。啊，一个星期以后才回来。你要自己照顾好自己，我已经给你准备好吃的和喝的了。好吧，我已经把我的照片放进你的包里了。包里了，包里了。cả cái từ chỗ này có hai thanh nè. Na của bang ní bà đúng không? Ní bà có hai thanh hai ấy. Na của bang để đọc mình không bị bắc hoặc là bị nhầm ấy thì mình nên giãn cái khoảng cách khi mình phát âm các câu ra ấy. Nó như là một hình thức làm mờ đi. Thực ra là mình đang 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 tư duy xem là đọc là gì ấy, nhưng mà lại tạo thành một điểm nhấn ấy nhá, thành một cái ngữ, cái đấy mình cần luyện, mình luyện để mình nói chậm nhưng mà vẫn có ngữ khí giống như người Trung Quốc. Rồi ok, cô mời Khánh Linh và Milan nào. Ai cô gọi trước thì người đấy nói trước nhá.我要跟周经理去外地办事，明天的飞机。那我帮你把衣服放到行李箱里吧。什么时候回来？1个星期就回来。啊，一个星期以后才回来？你要自己照顾好自己。我已经给你准备好吃的和喝的了。好吧，我已经把我的照片放在你的包里了。Cái này Linh đọc lại cho cô nào. Nghe hai từ đấy thôi ạ. Cho cụ Đúng rồi. Ok. Rồi, Đăng Dương với cả Bảo Ngọc nào. Cho kênh Châu Trinh Lý Chuyên Ngoài đi ban sự Mình thiên đã phê chị Ở phê chị Na, wa bang ni ba yi fu fang dao xin li xiang li ba. Shen me shi hou hui lai? 1个星期就回来。A, 一个星期以后才回来。你要自己照顾好自己。我已经给你准备好吃的和喝的了。好吧，我已经把我的照片放在你的包里了。照片，放，照片，照片后面照片呢？放在，照后面片，照片放在呀？照片放在，照片放在
骗那个，不会在照片放在你的包里了，照片放在你的包里了，包里了，包里了。嗯，那个还赖在。Bây giờ mình sẽ đổi vai thôi, chắc là nói y nguyên tại vì tình huống này cũng cũng hơi khó. Bây giờ cô mời nhóm của Milan và Khánh Linh trước nhá. Mình đổi vai Milan trước đúng không? Vẫn giữ nguyên à? Giữ nguyên. Vợ yêu cân châu chinh lý truy ngoại đi. Quan sự. Mình thiên tờ phê chi. Na wo bang ni bai yi a ba yi fu fang da xing li xiang li ba. 什么时候你就回来？我一个星期就回来。啊，一个星期以后才回来。你要自己照顾自己。我已经给你吃，准备吃的和喝的了。啊，好吧，我已经。把我的照片放在你的行李箱了。OK. Rồi cô mời nhóm của Bảo Hân và Hải Anh. Và要 control 经理去外地办事，明天的飞机。那我帮你把衣服放到行李箱里吧。什么时候你回来？一个星期就回来。啊，一个星期以后才回来？你要去准参考试卷，我已经给你准备好吃的和喝的了。好吧，我已经把我的照片放在你的包里。OK, có một số cái chỗ mà hảo chứ tợ hứa hứa tợ thì mình nên tách cái chữ hảo Bảo đấy. chứ tợ. Không, mình nói Được. không hảo chứ đâu. Mình nói là ủa xin bang ní chuẩn bị hảo chứ tợ hứa hứa tợ là đúng không? Thì nó thì hình dung ra hiểu. Tức là cái câu mình sẽ rõ ràng hơn đúng không? Tức là cái đồ ăn ngon và thức uống ngon đúng không? Chứ không phải là khảo chư tợ hứa khưa tợ thì hiểu không, thì nó đúng ngữ điệu hơn ấy. Với cả chỗ này mình để ý cùng một câu nói đúng không, ý cửa xin chi chiều khuấy lại. Cái này thì bạn Sảo Cang bạn ý dùng là chiều, nhưng mà ở câu sau thì bạn Sảo Ly lại dùng là ý cửa xin chi ỉ khâu trái khuấy lại. Vậy thì cái chiều với cái trái này nó làm cho hai cùng là một cái xin chi này nó khác nhau thế nào, có ai hiểu và phân tích cho cô được không? Đăng Dương, Đăng Dương. Phân tích cái chiều mới cả sao. Trái, tại vì ý nghĩa thì con có thử dịch xuôi thêm cũng được. Thử dịch Đây theo ý hiểu cái của con. này phân biệt luôn rồi cô. Phân dịch nè cô. Dịch cái. Cái mình là một tuần sau mới trở về. Không. Thế thì là chưa hiểu rồi. Bảo Ngọc nào, Bảo Ngọc lý giải cho cô chiều về trái ở đây. Có ai đang nghiên cứu chưa? Tôi không chắc lắm. Milan nào? Chiều về trái ở đây nó làm cho câu này nó khác, ý khác như nào? Chưa là kiểu mình sẽ kiểu sớm sớm ấy. Còn trái là muộn ấy. Đúng rồi, đúng chính xác. Đó là ý của Tiểu Cương thì là một tuần là đã được về rồi, nghĩa là nhanh đúng không?
nhanh được về. Nhưng mà Tiểu Lệ thì kiểu lại nghĩ là 1 tuần là lâu đối với Tiểu Lệ đúng không? Cho nên bạn ấy bảo là sau 1 tuần mới được về á, đúng không? Cái này dịch là đã này. À, 1 tuần là được về rồi, 1 tuần đã được về rồi đúng không? Nhưng mà Tiểu Lệ bảo là sau 1 tuần mới được về á, cái này là mới, ý là gì? Cái này là lâu đối với Tiểu Lệ đúng không? Rồi, tôi cảm ơn các bạn nhé. Nào bây giờ bà Ngọc với cả Đăng Dương chưa trình lại cho cô nghe nào. Bà Ngọc trước đúng không? Vâng. Ừ, năm bắt đầu đi. Tôi要跟周经理去外地办事，明天的飞机。Con nào bằng nghỉ và tả y phục phong tao xin lý xong lý ba. Sẽ mất sự khâu khỏi lại. 1个星期就回来。 À, 1个星期以后才回来。 你要自己照顾好自己。我已经给你准备好吃的和喝的了。好吧，我已经把我的照片放在你的包里了。À, thế là chúng mình đã xong cái phần chạy cha. Mà xin chào của mình chạy chi trả của mình khảnh xạ à. Phát hiện Ừ, 我昨天发现了一个很好吃的饭店. À, đúng rồi, câu này mình hay nói với bạn mình đúng không? Phát hiện ra một cái nhà hàng ngon mà ăn rất là ngon. À, tôi phát hiện ra khẩn sung miếng. Tôi phát hiện ra cô ấy rất là thông minh. Tôi phát hiện của Quang là tay chém bao là mình phát hiện ra mình quên mất cái ví tiền rồi. À, tôi mới phát hiện trên cái địa phương tờ biên khoa. Câu này nghĩa là gì đây? Không không phát hiện được cái sự biến đổi của nơi này đúng không? Khi là phủ định thì là mấy phát hiện nhé. Phụ trợ. Mình có từ tài khu trợ. Vậy là cái động từ khu trợ này nếu mà dùng câu chữ bả thì sẽ nói là úa bả khu trợ. Gì? Quan chi tài là đúng không? À, úa quan chi bả khu trợ tài là tài lái lợi chẳng hạn đúng không? Mình có cấu trúc là ban khu trao, mình có thể viết lại nhá. Ban khu trao là gì? Làm hộ chiếu à? Mình viết lại câu này nhá. Hoặc là làm visa chen trợ. Mình viết hai từ này vào nhá. Từ tay kia mình có cần chép không? Bà Ngọc có cần chép từ tay không? Hay không ạ? Ừ, bà Ngọc chắc không cần rồi. Ừ. Rồi mình chép mấy cái từ này vào vở cho cô. Đây là từ mới. Hôm nay Linh mấy giờ về đến nhà đấy? 8 giờ về nhà. Thế à, thế chưa ăn cơm ạ? À? Còn chưa? Trời ơi. Mẹ con ở nhà không? Con có. À thế ok. Được chưa? Xong chưa nào? Hỏi Loma ma. Bà Hân biết xong chưa? Xong à. Chỉ phây chỗ này mình cho nghỉ. Ừ. Phi chi sở mà sử hậu chỉ phê. Phi chi 3 điểm chỉ phê đúng không?
就要为快要起飞了，请您坐好。请您坐好，đây là gì? Xin ngồi, gọi là ngồi đây là ngồi an toàn, ngồi vững chắc đấy, đúng không? Nên là坐好. Chiêu giao thì khoai giao nhé. Nó cũng đều có ý nghĩa là nhanh, nhưng mà chiêu giao thì thường nó như là một cái việc mà là một nghĩa vụ ấy, là mình làm ấy. Còn khoai giao thì có cảm giác, cũng có cảm giác là nhanh, sắp đến nơi rồi ấy. Nhưng mà chiêu giao thì thường là dùng trong văn viết nhiều hơn là khoai giao thì dùng trong văn nói nhá. Đấy là hai cái cách dùng từ khác nhau. Tôi là một sư chi, xin sư chi. Đó. Rồi mình xem nhá. Bài này hãy anh đọc với dịch cho cô nào. Đọc câu nào dịch luôn câu đấy nhá. Tiểu cơ rắn Sở Căng sở phát hiện quang chi không phải Không phải. quang tài khô sao tự hai người Sở Căng lúc nào mới phát hiện quên cầm hộ chiếu. Sở Căng khái Quang chi tai sấm mơ lơ. Sẹo Cang quên cầm cái gì? Châu Trinh Lỵ. Chuyện gì? À, cái từ Kiến chen như này không biết là gì à? Kiến nghị hay là gợi ý? Chen Nhi có thể là gợi ý nhé. Đây là từ Chen Nhi này. Mình viết vào vở cho cô từ này. Rồi dịch được chưa? giám đốc gợi ý anh ấy làm gì ạ? Đúng rồi. Ok, nào xin chào, mình khai sử thiên bà. Vấn 3. Tại机场. Text 3. At the airport. 你怎么才来？对不起，周经理，来机场的路上我才发现忘带护照了。快点吧，飞机就要起飞了。您有钱吗？司机把我送到机场的时候，我才发现忘记带钱包了。我看你还是把重要的东西放在我这儿吧。生词。课文三，在机场。Text 3. At the airport. 你怎么才来？对不起，周经理，来机场的路上我才发现忘带护照了。快点吧，飞机就要起飞了。您有钱吗？司机把我送到机场的时候，我才发现忘记带钱包了。我看你还是把重要的东西放在我这儿吧。生词。New words。课文三，在机场。Text 3. At the airport。你怎么才来？对不起，周经理，来机场的路上我才发现忘带护照了。快点吧。飞机就要起飞了。您有钱吗？司机把我送到机场的时候，我才发现忘记带钱包了。我看你还是把重要的东西放在我这儿吧。生词。New words。好，邓阳啊，小刚什么时候发现忘带护照了？邓阳啊。小刚，哦，护照，不是问题，就应该được đúng không？
Em không nhớ lắm. Cái này bây giờ có khi phải ghi lại. Cái tình huống này bây giờ có phải ghi lại. Anh lần này nghe xong nhìn sách nhá. Nếu mà thấy khó quá thì Phát hiện nhìn sách cho cô rồi.课文三在机场。Mình chuyển sang phần nhìn, vừa nhìn vừa nghe nhá.你怎么才来？对不起，周经理，来机场的路上我才发现忘带护照了。快点吧，飞机就要起飞了。您有钱吗？司机把我送到机场的时候，我才发现忘记带钱包了。我看你还是把重要的东西放在我这儿吧。OK。那邓阳，什么时候小刚才去得他的护照呢？小刚来机场的路上，才发现。他怕险忘带护照啊。他到在来机场的路上才发现忘记带了护照，对吧？那宝鑫，那小刚的钱包呢？他小刚的钱包，钱包，他机场的路上，他才发现忘带护照。不是我问钱包呢，什么时候他发现忘记了钱包呢？他问周明司机把他送到机场的时候，他才发现忘记带钱包。对。那海英，周明是怎么建议周明呢？小刚呢？周明建议小刚看他还是把重要的东西放在他这吧。OK，宝玉，那你估计现在小刚已经把护照来了吗？带来了吗？你估计？em thử đoán xem là bây giờ thì Tiểu Cang đã mang hộ chiếu đến chưa? Vì vì sao? Trong bài này không có đâu, câu này là câu hỏi mở rộng nha. Bảo Uy à,你能回答问题吗？我能。那你试一下。Cô hỏi gì? Cô hỏi lại được không ạ? Tức là câu hỏi là gì? Là Hiện tại小刚是在见周明，对吧？那么他已经把护照带来了吗？他把护照带来了。为什么？比赛呀？tại vì anh ấy quay lại nhà anh lấy ạ.那怎么说？他回家的带呀护照来。OK，好，那梅兰，你怎么知道现在小刚带护照来了？
你怎么知道啊？你能回答问题吗？你发现吗？你发现问题吗？那清零啊，你有发现吗？我觉得因为小刚迟到，因为他要回来带他的护照。非常聪明啊！对对，就是我们发现为什么呢？因为周明问你怎么才来，因为ông ấy là gì sao bây giờ cậu mới tới ý chỗ trái ở đây là rất là muộn đúng không? Rất là lâu bây giờ mới đến，所以说他可能是要回家带护照来，所以他才迟到，对吧？rồi bây giờ chúng mình đọc bài nhá。Có cần nghe một lần nữa không hay là mình đọc luôn nhá? Rồi cô mời Bảo Hân và Hải Anh đọc trước nào.你什么才来？对不起，周经理，来机场的路上，我才发现忘带护照了。快点吧，飞机就到起飞了。您有钱吗？司机把我送到机场的时候，我才发现忘记带钱包了。我看你还是把重要的东西放下，我去吧。Rồi, các bạn đọc rất là tốt. Cô mời Đăng Dương và Bảo Ngọc nhé.你怎么才来？对不起，赵经理，来机场的路上，我才发现忘带护照了。快点儿吧，飞机就差起飞了。你有钱吗？司机把我送到机场的时候，我才发现忘记带钱包了。我看你还是把重要的东西放在我这吧。OK，rất là tốt. Cô mời bảo học đọc lại chữ hai từ này nào. Chi trọng. Chi trọng. Từ này. Phát hiện. Sư chi. Chén bao. Đọc lại. Chén bao. Vậy, ok. Xin chào. Nào, cô mời Milan và Khánh Linh nào.你怎么才来？对不起，周经理，来机场的路上，我才发现忘带护照了。快点吧，飞机就要起飞了。你有钱吗？司机把我送到机场的时候，我才发现忘记带钱包了。我看你还是把重要的东西放在我这吧。Linh đọc cho cô từ này nào.钱包。Rồi, ok, rất là tốt. Ok, 我们继续吧。那现在我们要把这些生词，结合起来，成一个故事。机场发现护照，起飞，司机钱包重要。chỗ này mình đặt câu với cả机场发现护照。那mình đặt câu với mấy nhóm này trước nào. Đăng Dương đặt tình huống đầu tiên nào. Chúng mình cùng cả nhóm
kết nối trở thành một câu chuyện. Đăng Dương mở bài cho cô nào. Mỗi từ một câu là cô cần đặt câu một đúng không ạ? Ừ rồi, con tùy ý vậy, không cần phải có. Rồi, là cả nhóm mình nối đuôi nhau để kể thành một câu chuyện. Đăng Dương bắt đầu nhá. Là tăng cửa. Có cần có gợi ý không? Trong miệng lại thị trường đã lưu sang đã sửa khâu phải phát hiện quang ta khu trào. Mở bài trước đó đi. Mở bài là gì? Hôm nay cho Minh cùng với Tiểu Cương phải đi công tác ở ngoại tỉnh đúng không? Phải phải gì đi máy bay để đi công tác ngoại tỉnh thì nói như là mình mở đầu hai câu chuyện và họ đang gì nhỉ? Cho Minh đang ở sân bay để chờ Tiểu Cương đến. Đó. Và Tiểu Cương đến muộn đúng không? Cho nên là Tiểu Cương phải giải thích với cả Châu Minh là vì sao mình đến muộn. Xong rồi Châu Minh bảo thế thì ok vậy thì nhanh lên thì vì máy bay sắp sửa bay rồi. Thì xong Tiểu Cương lại bảo là tiền anh có tiền không? Tôi bây giờ cũng không có tiền nữa tại vì là tôi lúc mà gì lúc mà taxi đến nơi phải trả tiền đúng không? Thì mới nhớ ra là quên cả ví nữa. Thế xong rồi Tiểu Cương bảo là thế thì có cái đồ gì quan trọng thì anh cứ đặt ở chỗ tôi đi. Thế thì bây giờ bắt đầu từ hai nhân vật này nhá. Dương làm lại cho cô câu một được không? Jin Tian, Zhou Ming và Xiao Gang chuẩn bị chuyến phi cơ có sự. Nhưng Zhou Ming vẫn vẫn đang đợi đợi. Xiao Gang tại sân bay. Ok, xin chào. Bảo Yên tiếp tục bà. Bảo Ngọc tiếp tục nào. 对不起，我发现，我在路上去机场，发现，忘带护照，所以我回家带护照。Ok, đến nó hỏi anh nào. Hỏi anh đến chắc là chỉ phay à? Hỏi anh. Châu Minh让小刚快点了起飞就要，飞机就要起飞。Rồi, đến Milan. Sư Chi. Xiao Gang wen Châu Minh, Châu Minh có tiền mà?因为，那个司机把小刚送到机场的时候，小刚才发现他忘记带钱包了。Thế là hết rồi, mất dạy rồi. À rồi, đến Bảo Hân. Xiao Gang 还是把重要的东西
放开他，去吧。精灵都鬼，这被灭了对。高鬼有你了，能高黑子吗？别别不高的，别急呀、从此以后，直到这里，小啊！从刚此，一定我再等给你。从此以后，小刚给把他的重要的东西放在著名的这里。nhân viên mà thế này thì chắc ta bị đuổi việc sớm đúng không? Từ đó trở đi thì Tiểu Cương sẽ rút kinh nghiệm và không bao giờ để quên đồ nữa đúng không? Phải tự sửa cái tính của mình đi trước đúng không? Thì nói như thế nào? Con tưởng là để là túi của sếp. Ok. À, mình phải sửa đi trước cái tính này mà cứ như này thì chắc bị mất việc đấy. À, nói một câu là từ đó trở đi Tiểu Cương. Trái họ xả căng.什么？小刚，没有时候，忘记带重要的东西了，没有，对吗？再也没有，再就再也没有。也没有。怎么了？再也没有怎么？忘记他的重要的东西了。明白，放弃他要带的东西了。好，về nhà lúc mình sẽ tự viết lại thành bài nhé. Mình luyện thêm về nhà tập nói cả bài cho hoàn thiện. Tại vì lớp mình còn 30 phút là hết giờ rồi. Còn nhiều mục chúng mình cần làm. Đó. Chúng sử ý khẩu là gì? Chúng sử. À câu thừa mất cái tôi lại viết thành chữ xia rồi. Chúng sử ý khẩu. Từ đó trở đi nhá. Chúng sử ý khẩu. Với cả vừa nãy cái từ tiêu san la sư thì các bạn dịch là gì? Lớp mình dịch là gì nhỉ? Cái tính mà hay quên ấy. À, tiêu san la sư là nhớ trước quên sau theo tiếng Việt đúng không? Cái người nào mà cứ nhớ trước quên sau ấy là phải sửa đi đúng không? Tiêu san la sư. Rồi ok. Mình chuyển sang bài này nhá. Treo. Bài này cũng khó. Treo Hàn ủy, treo ở đây là dậy đấy á. Nhưng nhớ ở đây là thanh một đúng không? Ví dụ như là treo cửa đúng không? Treo cửa là giảng bài. Treo Hàn Họa. Họa là động từ. Nhưng mà họa khi thêm cái bộ nhi này thì thành danh từ. Hoa họa là vẽ tranh. Lượng từ của họa là tra trang nhé. Trang, tại vì nó là một mặt phẳng cho nên gọi là trang, ví dụ như là mặt bàn này, mặt giấy này, hay là một mặt ảnh ấy, nó đều phẳng đúng không, thì đều có lượng từ là trang. Họa gia là gì? Họa sĩ. Mình có cần ghi từ này vào không? Họa gia. Khen người khác nói thì nói là gì? Nhỉ tớ họa, họa tớ chân khảo, họa tớ khảo. Hay là họa tớ tớ mấy ạ? Vẽ như thế nào? Họa tớ hài bụt chua. Kết hợp hai từ. Lý lão sư treo ở mân khoa họa. Cô Lý dạy chúng tôi vẽ tranh. Suy yào là một nhu cầu đúng không? Suy yào chan bỉ. Suy mình nhớ là thanh một nhá. Suy yào cần một cái bút. Cần phải chăm sóc. Bỉ rú xua, xiao hái sư yào ở mân. Thờ trao củ tôi bà.
妈妈，我需要一支铅笔写字。好的，明天给你买。婴儿需要妈妈的照顾。等着，需要照顾，需要帮助。这个奶奶需要帮助，cần cái sự giúp đỡ, nhưng mà cái sự帮助này thì nó kiểu như là một cái sự giúp đỡ nào đó, đúng không?需要带什么？cần phải mang gì khi mà đi du lịch? Mình có một số động từ có từ xa khê bản này, mình chép vào vở nhá. Xa khê bản là lao bảng, Nè. còn khê bản xa thì lại là cái gì nhỉ, cây xóa bảng đúng không, cái xóa bảng ấy. Mình ghi vào cho cô nhé, từ này khó ghi phết. Xa là có bộ tay gầy vì dùng tay này, bộ miên này. Mình có bộ này giống ở chữ nào nhỉ? Xong có chữ sư ở dưới. Hai cái chữ này đi với nhau thì giống chữ gì nhỉ? Cái này cũng hơi đặc biệt nhá. Nó như này. Cái này giống như là cúng tế các con ạ. Chi. Được chưa? Biết xong chưa? Xong rồi ạ. Được không một chút nhé. Đúng rồi. Chữ đây là chữ chi trong chữ cúng tế này. Tại sao lại cúng tế lại liên quan đến việc viết bảng nhỉ? Có ai liên hệ cách nhớ để nhớ được chữ xa này không? Thôi được rồi, mình tiếp bài nhé. Của treo xuế sang sần ma. Mấy sư xa khơ chế, của khuê chua sần ma. Bài này là một bài đọc rất là nhiều dữ liệu. 课文 4 Text 4 我是一个中学老师，教学上画画。每次下课前，我都会把下次学生需要带的东西写在黑板上。但是每次上课时，总会有学生忘了拿铅笔，所以我有点生气。 不是因为他们没带铅笔，是因为他们没有好的学习习惯。生词。课文四。 Text 4 我是一个中学老师，教学生画画，每次下课前。 我都会把下次学生需要带的东西写在黑板上，但是每次上课时，总会有学生忘了拿铅笔，所以我有点生气。不是因为他们没带铅笔，是因为他们没有好的学习习惯。生词。 Okay. 宝鑫，我教学生什么？教，我教学生什么？
我教学生画画。对，海英每次下课前，我会做什么？每次下课前，我会做什么呢？Câu này Hải Anh không trả lời được à? Hay làm sao? Vâng ạ. Con Câu này không nhớ được. không hiểu được hết, hơi khó nha. Với những bài đọc này, có bạn nào nhớ được không? Khánh Linh hay là Dương có nhớ được không? Đăng Dương thử nào. Đến là mấy下课前我都会把下次学校需要带的东西，写在哪儿？写在黑板上。rồi, cái là rất là tốt. Và bây giờ mình vào bài nhé. 我是一个中学老师，教学生画画，每次下课前。我都会把下次学生需要带的东西写在黑板上，但是每次上课时，总会有学生忘了拿铅笔，所以我有点生气。不是因为他们没带铅笔，是因为他们没有好的学习习惯。那边读书呀，我是一个中学老师。我是一个中学老师，教学生画画。教学生画画。教学生画画，đây là thanh một, mình đọc là教学生画画，画教画。学生画画。每次下课前，我都没会事。把下次学生需要带的东西写在黑板上。每次下每次课，下课前，我都会我都会把下上学生学生需要需要带的东带西的写东西在写黑板在黑上。但是每次上课时，总会有学生忘了拿铅笔。但是每次上课时，总总会会上有学生忘了忘拿了拿铅铅笔。笔，所以我有点生气，所以我有点有生点生气，气。不是因为他们没带铅笔，不是不因是为因他们为他们带铅没笔，带铅笔，是因为没带铅笔。他们，是因为他们没有好的学习习惯，是是因因为为他们他没们有没有。好好的的，好的学对，习习惯。OK，好，他是谁呀？他是谁？海英，他教学生什么？他是一个中学老师，他教画画。对，宝西每次下课前他都做些什么？每次下课前，他都会把下数学生需要带的东西写在黑板上。那宝玉，虽然他已经这么做了，但是呢，每次上课时，学生总会怎么样啊？学生总会忘了拿铅笔。铅笔，铅笔。对啊，那精灵，为什么他生气了？他生气，因为学生没有好的学习习惯。
对，不是因为他们没带铅笔，是学生没有好的学习习惯，对吧？那美兰啊，你觉得养成好的学习习惯重要不重要？为什么，美兰？因为我觉得养成好的习惯很重要。好。嗯，为什么？因为我们的生活变成好。嗯，对啊，如果我们有了好的学习习惯，那么我们学习会很轻松，而且我们的学习成绩会比较好。那登阳，你讲一下我们怎么才能养成好习惯呢？登阳在吗？我听不嗯。懂。那怎么养成好的学习习惯？Làm thế nào để có thể hình thành một thói quen học tập tốt nhỉ? Thôi được rồi, câu hỏi câu dễ hơn nha. Bí quyết đó là ma sư khảo tự xuyên xí xí quan. Những cái thói quen học tập nào tốt nhỉ? Ví dụ như chúng ta về nhà thì chúng ta ngay lập tức làm bài tập. Đây là một thói quen học tập rất tốt. Vậy bạn có thể nói thêm gì khác không? Vì sao mà bạn học tập thành tích tốt như vậy? Bạn nhất định có thói quen học tập tốt à?我不懂这个问题。那你讲，我听你讲。宝玉，你觉得什么是好的学习习惯？准备好课嗯，对。和准备铅笔，给我录入好的笔啊，谁铅笔学录习入好的笔。工具，学习工具，学习工具来录入学习的。准备好学习工具，对吧？还有什么？谁呀？谁想一下还有什么呢？登阳，你可以讲了吗？比如说，我们准时到学校，准时上课就是好习惯，对吧？是不是？我们回家做作业。我们准备好的学习工具，然后呢，我们也预备复习新课，对吧？等等，那我们看看怎么才能养成好的学习习惯吧。如果好的啦，我们这样的，那么我们有了好习惯，那么就习惯成自然，对吧？我们可以看了一下俗语，都来自习惯成自然，也来自习惯呢，nó trở thành tự nhiên ấy. Thì khi mà chúng mình đã có những cái thói quen tốt rồi và cứ duy trì như vậy thì tức là ban đầu mình phải thay phải phải luyện tập những cái thói quen tốt, sau đó thì nó trở thành thành chính bản thân mình là như vậy ấy. Cho nên là để muốn là trở thành một người thành công, trước tiên mình đều phải luyện tập để cho mình trở thành cái phiên bản đấy, đúng không? Đúng không? Ví dụ như là mình muốn trở thành một sinh viên đại học thì mình phải rèn luyện tác phong và thói quen của một sinh viên đại học, đúng không? Đó chính là một cách để trở thành một người thành công, học không học? Chúng ta muốn trở thành công, hoặc là chúng ta, ví dụ như là chúng ta muốn trở thành một người học tốt đại học, nên mà chúng ta phải bồi dưỡng thành một người học tập đại học, học tập,
对吧？đó, đấy là ý nghĩa của cái bài thành ngữ Xí quan trống sư rán nhá. Cái bài này chắc là chúng mình sẽ phải tự học. Cô đã giao bài tập và giải thích cho cái câu đấy và bài tập luyện tập nhiều ấy, lớp mình làm bài tập ở trong cái file cô giao được không? Hôm nay lớp mình học đến đây là kết thúc nhá. À, cô chuyển bàn chơi chưa? 老师再见，老师再见，再老师再见，老师晚安。好，同学们晚安。老师再见。好，再见。rồi cô mời Tú Cẩm Tú với cả Khôi Nguyên học nhá. Hôm nay chúng mình đây là các bạn ở HSK 3. Khôi Nguyên có đó không? Hình như cô quên mất không không quay lại bài.